Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình là Ami. Hiện mình đang quản lý cửa hàng phụ kiện Ami nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một số mẫu kẹp mái nha mọi người nha. Kẹp mái nè, gấp mái nè, kẹp đỉnh hay là kẹp nửa. Cái này là mình kẹp đỉnh được nè mọi người. Đó, nói chung là hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái mẫu mà một số thôi chứ không phải là hết được ở cửa hàng nữa, nhưng mà một số mẫu này là một số mẫu mình vừa mới về á. Rồi để mi lên từng món cho mọi người nha. Để mi xem mi lên mẫu nào trước nè. Mi lên mẫu kẹp mái vẽ trước đi ha. Đây, kẹp mái vẽ ngọc trai đính đá, ngọc trai và đá luôn, kết hợp hai mẫu vô trong một cái thân kẹp nha mọi người. Ở đây kẹp vẽ dài nha mọi người ơi. Kẹp vẽ dài như vậy mình kẹp được rất là nhiều tóc luôn đó, ví dụ giống như vậy nè. Vẽ vào là xong ha, đơn giản mà nó dài á, cho nên nó giữ được nhiều tóc lắm. Rồi, có một số chị em á thì tóc phủ xuống vậy nè, mọi người xước lên giống vậy nè để mọi người kẹp lên phía trên này cũng rất là dễ thương. Đó, nó kẹp dài cho nên nó giữ được nhiều tóc. Ở đây thì mi có hai mẫu, thật sự thì mẫu kẹp này nó cũng ra có hai kiểu thôi, đó là hình chữ nhật và hình tam giác. Đó, thân kẹp là viền sòn có đá nhỏ ở trên này và nó có đính kèm ngẫu ngọc trai ở trong đó luôn. Đơn giản nhưng mà rất là sang nha mọi người, và rất là sáng luôn. Lấp lánh nha, và rất là cực sang, rất là dễ phối đồ. Chị em sử dụng cây kẹp này, chị em phối với bất kỳ cái bộ đồ nào cũng được hết, bất kỳ cái màu nào cũng ok hết nha. Chị em tóc nâu hay là tóc đen sử dụng mẫu này đều cũng được luôn. Nói chung là do cái màu trắng của nó cho nên nó dễ phối đồ, và cái kẹp này cũng dễ sử dụng nữa. Mình tóc ít hay tóc nhiều, mình muốn kẹp nhiều hay là kẹp ít nhiều đều được hết, tại vì cái kẹp ở ngoài phía sau này nó rất là chắc mọi người. Nó giữ chặt tóc lắm, cho nên mọi người cứ an tâm ha. Rồi, đây là mẫu thứ nhất nha chị em nha. Đây là mẫu kẹp bẻ đá sòi ngọc trai. Rồi, tiếp theo mi sẽ lên cũng dạng kẹp bẻ luôn, nhưng mà nó là dạng khác nữa, khác một chút. Thực sự kẹp bẻ này nó khác nhau một chút thôi mọi người, nhưng mà nó rất là nhiều vẻ. Đó, làm cho chúng ta có thể là phối được rất là nhiều đồ, và cứ nhìn nó. Chị em nào đã thích cái hàng mà kẹp mái hay là kẹp gấp cơ là mọi người sẽ bị ghiền những cái mẫu này nè. Đó, cứ thích mua về bỏ vô cái bộ sưu tập của mình. Đó, thực sự là mới biết nhiều chị em chưa biết là mình mua về mình có sử dụng hay chưa, nhưng mà cứ thấy nó đẹp là sẽ mua về. Rồi bây giờ mình sẽ lên mẫu này, cũng dạng kẹp bẻ luôn đó, cũng dạng kẹp bẻ luôn nè mọi người. Phía sau của nó nè, đó, nó cũng là dạng kẹp bẻ luôn đó, nhưng mà nó là đá toàn bộ cây kẹp luôn. Đây, đá toàn bộ cây kẹp luôn nha chị em nha. Đó, mọi người nhìn giùm mình nha, nó có ba màu thôi, vàng nâu, đen và hột trắng. Đó, mọi người thích màu nào thì mình sử dụng màu đó thôi, nhưng mà nếu mình mua luôn cả combo ba cây giống vậy nè thì về mình muốn phối đồ kiểu nào cũng đẹp hết. Đỡ mất công mua nhiều lần và đỡ tốn tiền ship mọi người, tại vì nó đẹp lắm, dễ xài, dễ sử dụng, cả mẹ và bé đều sử dụng được. Bé nhỏ cũng sử dụng được các mẫu này, cái người lớn tuổi cũng sử dụng được các mẫu này. Người lớn tuổi thì thường á, ở đây mi bán lẻ thì người ta hay xài màu đen. Hay xài màu đen nha mọi người nha. Có một số cô á thì lại thích màu trắng, nhưng mà cái mẫu nâu này á thì thường cả tuổi mi thì mọi người thích xài hơn. Đây, ba màu. Đây là một mẫu kẹp bẻ đá xoàn, chỉ đá xoàn hết nguyên cây kẹp luôn. Đó. Hai cái mẫu này á, thì thân kẹp nó tương đương, nó dài bằng nhau á mọi người, chứ không có dài hơn hay là ngắn hơn đâu. Đó, hai mẫu này tương đương dài bằng nhau và thân kẹp nó cũng tương đương với nhau luôn. Chỉ có khác điều là một bên là kẹp đen, một bên là cái thân kẹp trắng thôi. Dạ. Rồi. Mi nói không? Cái mẫu này nó bọc cây kẹp ở trong cái miếng mút luôn. Đó, cái mẫu này cây kẹp nó nằm ở trong cái miếng mút luôn nha mọi người. Còn cái mẫu này thì cây kẹp nó nằm ở phía ngoài cái miếng mút, có nghĩa là nó bọc mút luôn vô cây kẹp này, cho nên nhìn nó sáng lắm, đơn giản không sợ đau tóc nha. Rồi, hai mẫu. Rồi bây giờ mình sẽ qua gấp hai chị em ha. Mẫu kẹp mái thì còn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ My sẽ lên một số mẫu mới về thôi, rồi từ từ My sẽ cập nhật thêm những cái mẫu mà ở hiện tại shop My có cho mọi người nha. Đó, rồi tiếp tục. Cái này mà là mẫu gấp, đây là mẫu gấp đá mắt mèo hiện tại mới ra.
Đó, đá mắt mèo mọi người nhìn thấy ơi, thấy không biết view quay vậy mọi người có thấy rõ hay không? Đây là đá mắt mèo. Ở nhìn nó ánh ánh bạc nè mọi người nha. Ở mẫu này thì dạng mới ra luôn, đơn giản. Hai bên là đá mắt mèo hết. Đó. Đương nhiên đó là đá giả thôi mọi người, không phải là đá thật nha. Đá thật không ai có tiền mà đính lên cây kẹp giống như vậy hết á. Rồi, một cái là thân kẹp si trắng, một cái là thân kẹp si vàng. Đó, mọi người thích màu nào thì thích thôi. Đó, rồi, mẫu này thì sử dụng cho những trường hợp chúng ta có thể là kẹp phân nửa tóc ngoài sau giống vậy nè chị em. Đây nè, mình kẹp phân nửa thế này nè. Đó, mình kẹp phân nửa tóc này. Mình sử dụng riêng gấp này. Đây là mi đang gấp nhiều đó nha chị em. Đó, mình có thể sử dụng giống như vậy. Không? Dễ thương chưa? Chưa thấy dễ thương đúng không? Và chủ shop chưa thấy dễ thương lắm. À, rồi, mình có thể gấp ở phía sau giống như vậy, hoặc là chúng ta có thể vuốt lên, chúng ta gấp đỉnh ở phía sau này. À, ví dụ giống như chúng ta tết tóc hay là tạo kiểu tóc gì đó, chúng ta cũng có thể dùng nó để trang trí đó mọi người. À, cái này thì thân kẹp của nó khá là rộng, cho nên là chúng ta gấp thì chúng ta gấp hơi nhiều tóc một chút xíu. Còn nếu như chị em nào mà tóc ít hết quá đó, thì chúng ta có thể sử dụng kiểu khác đó. Còn không á, nếu như tóc ít quá mà mình muốn sử dụng cái kiểu này thì mình cột dây thun trước giùm mi nha, giống như các cái mẫu kẹp túi lưới rồi giống vậy đó. Đó, nếu như tóc mình nhiều quá mà mình ít quá mình muốn sử dụng mẫu này thì mình kẹp cái này cột dây thun trước. Hay là chị em mà tóc nhiều quá thì chúng ta cũng cột dây thun trước rồi chúng ta gấp ở trên, chúng ta tạo kiểu thôi thì nó là ok hết. Đó, cân được tất cả các loại tóc luôn. Đây, tất cả các màu tóc luôn. Tóc nâu hay là tóc đen á đều sử dụng được. Cho chị em nào mà móc lai tóc bạc đó, tóc trắng đó, highlight rồi lên là bao đẹp với cái mẫu màu trắng này nè. Tay cực kỳ tay luôn. Đó, tại vì có khách nó đã sử dụng rồi cho nên mới thấy đẹp vô cùng. Đó. Ở dưới này móc lai. Đúng không? Móc lai ở dưới này. Trời ơi, vuốt lên đây. Kẹp cây màu trắng này nha. Mi đang nói cây màu trắng đó, mi chưa khách thấy khách sử dụng cây màu vàng nhưng mà mi đang nói màu trắng đó. Cực kỳ tay luôn. Đó. Rồi, đây là mẫu gấp đá mắt mèo. Rồi, đơn giản cho mọi người, rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là sang. Tại vì cái đá mắt mèo này nó ánh bạc đó, nó sang lắm. Cũng một câu đơn giản nữa, mình muốn nói với mọi người là mẫu này mình cân cho tất cả các màu tóc, cân cho tất cả mọi trang phục. Đó, chúng ta có thể sử dụng nó ở bất cứ cái thời điểm nào. Ví dụ giống như đi tiệc, đi làm, đi chơi, đi học gì chúng ta sử dụng mẫu này đều được hết. Kể cả cho những cái bé nhỏ đi đi học chúng ta cũng có thể sử dụng mẫu kẹp này luôn. Nếu như kẹp vừa tóc của bé ha. Không phân biệt lứa tuổi luôn. Không phải là mẫu kẹp này chỉ sử dụng được cho bé hay mẫu kẹp này chỉ sử dụng được cho người lớn. Mẫu này cân hết nha. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu mẫu này. Mẫu này nhìn nó vintage, nhìn về chị nói như vậy đó. Đó, đây vintage chưa mọi người? Đó, nếu không gặp tiếng Anh lắm đâu, nếu có nói sai chị em bỏ qua cho. Đây nè mọi người ơi, đây cái thân nó, cái lõi nó không có rộng lắm, nhưng mà cái thân nó hơi dài một chút xíu. Đó, tóc ít hay tóc nhiều đều có thể sử dụng được bạn này. À, mà bạn rất là đơn giản nha, ngọc trai thôi. Nhưng mà cái viên ngọc trai của bạn có viền. Đó, có viền cho nên là nhìn bạn rất là tây nha mọi người. Nhìn nó dạng nó cổ điển quá. Đó, mấy chị nói vintage là như vậy đó. Thì đây, ở đây mình có ba dạng. Đó là cái dạng nó khác nhau là cái hộp chính giữa nè mọi người. Cái hộp chính giữa thôi chứ không khác nhau cái gì hết. Một loại là cái hộp chính giữa hình thoi, một loại có hình trái tim. Đó, còn cái này là dạng hình bầu nè, bầu dục nè. Đó, chỉ khác nhau cái hộp chính giữa thôi. Thân kẹp trong nâu. Đây là thân kẹp trong nâu mọi người ơi. Ở cái thân kẹp này thì được cái nó rất là bền. Đó, cái thân kẹp này được cái nó rất là bền và nó rất là sang nha. Đây. Mẫu này chị em có thể kẹp đỉnh như trên này. Đó, trên này như mi nè. Mọi người có thể kẹp đỉnh lên. Được chưa? Đó, đơn giản ha. Nếu như mà mọi người nói đội nóng bảo hiểm hay gì đó nó bị cộm thì chúng ta cứ đưa lên vậy nè. Chúng ta cột dây thun trước xong rồi tới nơi đó chúng ta chỉ cần gấp cái cây kẹp lên là xong. Thấy không? Đó, không biết mi kẹp có bị xéo không nữa. Rồi,
Mẫu này chúng ta cũng có thể kẹp phân nữa ở ngoài sau giống như mì vậy nè mọi người, nhưng mà biết điều kiện mình lấy ít tóc một chút nha mọi người nha, lấy ít tóc một chút tại vì cái lõi nó không có rộng cho lắm đó. Chứ không phải giống như cái mẫu mà đá mắt mèo chúng ta có thể lấy rộng tóc đây đó, chúng ta có thể kẹp nữa ngoài sau luôn giống như mình đang làm gì đó. Mẫu này chúng ta có thể tạo được hai kiểu giống như vậy, còn nếu như chị em nào mà biết tạo nhiều kiểu tóc á thì cái mẫu đó. Cổ điển này nhìn có vẻ cổ điển này chúng ta tạo được rất là nhiều một kiểu tóc đó. Rồi mẫu cổ điển này mi có ba dạng nha, hình trái tim, hình thoi và hình bầu dục đó, thân kẹp vàng trong nha mọi người, rất là đẹp luôn đó, kẹp đỉnh được, kẹp nửa tóc ngoài sau đều ok hết. Rồi 1, 2, 3, 4 mẫu rồi, hiện tại mi còn 2 mẫu nữa mọi người, mọi người ngồi nghe nữa được không? Rồi tiếp tục nha, tiếp tục là bây giờ mi lên kẹp đỉnh thực thụ kẹp đỉnh đây, bé nhỏ xinh xinh nha, bé nhỏ xinh xinh nè mọi người đó, đây kẹp đỉnh thực thụ bé nhỏ xinh xinh đây. Rồi có dạng nào này, một trời ơi cái dạng chữ T này nó cưng lắm luôn á, không biết mấy chị thích cái mẫu nào chứ mi thấy cái mẫu chữ T này mi cực kỳ thích đó. Rồi cái dạng cái mẫu ngôi sao nữa, gớt quá mọi người, sợ gớt quá. Đây ba dạng nha chị em nha đó, để mình để lên tay đi cho mọi người dễ nhìn đó, ba dạng như vậy đẹp như mọi người nha, rất là xinh luôn đó. Cái ngôi sao ở dưới cũng có ngọc trai luôn, nói chung mẫu nào cũng có ngọc trai nhí hết, ngọc trai rất là nhỏ mà nó đẹp lắm mọi người ơi. Đây nè, ví dụ giống như cái mẫu chữ T này mi rất là thích, là mi đưa lên cho mọi người xem, không biết nó rõ không ha, tại vì mi đang quay bằng camera sau của điện thoại. Rồi mẫu này thì chuyên chị kẹp đỉnh ha mọi người, nếu như mọi người muốn kẹp nửa ngoài sao á, mọi người lấy ít tóc cho mi nha, lấy ít tóc hoặc là ít tóc thì mới sự kẹp hết được cái mẫu này, tại vì cái lõi nó nhỏ mọi người ơi, không có bự đâu. Đây đây là mẫu chuyên kẹp đỉnh nha, mọi người thấy rõ không vậy? Rồi nào lựa đi chứ, rồi đây là mẫu kẹp đỉnh nha mọi người nha, nếu như kẹp đỉnh đây là kẹp đỉnh, nếu như mọi người muốn kẹp nửa tóc á thì mình sử dụng ít tóc thôi nha đó. Đây là kẹp đỉnh, kẹp đỉnh ngọc trai này á thì lứa tuổi nào xài cũng được hết. Mi thì mi cực kỳ mê những mẫu bé bé xinh xinh giống vậy nè đó, ngọc trai được đính tỉ mỉ luôn mọi người, đính tỉ mỉ ở trên thân kẹp luôn, xin biết sao người ta làm được hay vậy. Rồi đây là mẫu kẹp đỉnh nha mọi người nha, thân kẹp là kim loại nha, mạ vàng, thân kẹp là kim loại mạ vàng đó, mi nói rõ luôn. À, bạn này cũng là thân kẹp là kim loại mạ vàng mạ trắng nha. Rồi à, bạn này là kẹp nhựa trong. Rồi tiếp tục thêm một mẫu kim loại mạ vàng nữa, nhưng mà mẫu này là chuyên để chúng ta kẹp nửa hoặc là quấn hết tóc lên đó. Bạn này thật sự là không xa lạ đâu mọi người, nhưng mà hiện nay á, cái lượng khách mà thích sử dụng cái mẫu này vẫn không hề ít, cho nên là mi tiếp tục về hàng cái mẫu này đó. Mẫu này thì nhầm, một số chị thì sẽ bảo cái ủa mẫu này cũ rồi mi ơi, mẫu này chị đã sử dụng rồi. Dạ đúng rồi, mẫu này nó đã ra lâu rồi mọi người, nhưng mà hiện tại á chị em vẫn thích cái mẫu này, mi bán vẫn được đó, khách lẻ vẫn sử dụng mẫu này tại vì nó đơn giản mà nó dễ thương đó mọi người đó, vừa đính xoàn mà vừa đính ngọc trai luôn. Mẫu này không phải là mẫu mới ra của năm, mẫu này không phải là mẫu lần đầu tiên bên mi nhập về, nhưng cái mẫu này là được cái lượng khách lẻ mua rất là nhiều đó, cho nên là mi vẫn tiếp tục về phục vụ chị em nha. À có những chị em xài rồi thì bảo là ủa mẫu này đâu phải mẫu mới đâu mà mi nói mới về, không, đây là mi về rất là nhiều lần rồi đó, nhưng mà mi muốn giới thiệu cho chị em nào mà đã hoặc là chưa sử dụng mẫu này hoặc là rất là yêu thích mẫu này có thể tiếp tục sử dụng bạn này đó. Bạn này là hàng kim loại nha mọi người, đính đá và xoàn, ý là đính ngọc trai và xoàn, mi xin lỗi, đính ngọc trai và xoàn, nó hai dạng, nó cái này nó có rất là nhiều hình, nhưng mà mi chỉ nhập về 2 mẫu thôi, đó là hình cân và hình nơ đó. 2 mẫu này là chị em thích rất là nhiều, tại vì nó lên nó cân bằng cái mái tóc của mình á đó, kẹp lên nó cân bằng tóc, cho nên là mi về mẫu này cũng có rất nhiều kiểu lắm, nhưng mà bên mi chỉ có 2 kiểu này thôi nha
đó, hình cân và hình nơ, đó, đính, đá và ngọc trai. Sang lắm mọi người, dễ thương và giá cả rất là hợp lý, giá cả rất là bình dân đó, nhưng mà lên rất là đẹp. Đôi khi chúng ta không cần sử dụng những cái hàng mà gọi là quá mất tiền đó mọi người, chỉ cần chúng ta biết phối như thế nào cho nó hợp lý là tự động tất cả các mẫu mà hợp lý thì nó tôn lại với nhau, nhìn nó sang trọng, nó đơn giản mà nó không có quá cầu kỳ màu mè đó. Cái mẫu này thì người ta sẽ gấp như vậy nè mọi người, đây nó là dạng để gấp nửa hết, như vậy là anh đi kẹt cột luôn cái đuôi tóc được rồi đó, nó gấp nửa vậy nè mọi người đó. Một số chị á, nếu như tóc ít á thì số chị đó có thể quấn lên để gấp hết cái đuôi lên luôn, phải không đó. Mà còn một số khách tin á, mấy bạn biết tạo được nhiều kiểu với cái mẫu này lắm. Biết tạo được nhiều kiểu với mẫu này lắm, cho nên là rất là nhiều bạn mua mẫu này, cho nên là vì tiếp tục về hàng đó. Đây, thân kẹp là kim loại mạ vàng, cho nên chị em mà ví dụ giống như khi chúng ta sử dụng mà tóc chúng ta còn ướt á, thì chúng ta đừng có kẹp bạn ơi. Khi mà ví dụ tóc khô thì chúng ta sử dụng nó, tại vì khi tóc ướt á, nó sẽ làm cho những cái phần mạ vàng này nè nó nhanh xuống màu á. Mấy chị hiểu ý mới nói không, nó nhanh xuống màu á, cho nên là chúng cái thời hạn chúng ta sử dụng cái kẹp không có được lâu. Ví dụ giống như tóc chúng ta còn ướt thì chúng ta sấy cho nó khô đi, hay là chúng ta sử dụng những cái kẹp mà thân nhựa giống như cái kẹp này nè mọi người đó. Khi tóc chúng ta còn ướt, ví dụ chúng ta muốn kẹp lên để chúng ta làm công chuyện cho nó dễ thì chúng ta nên sử dụng những cái kẹp nhựa, nó sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng những cái kẹp mà thân kim loại giống như vậy thì nó sẽ rất là nhanh xuống màu, cái vòng mạ vàng này nó sẽ bị bay màu của mọi người đó. Nó là đặc biệt của nó là hạn chế tiếp xúc với nước, hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa đó, cho nên là mọi người nhớ giùm mình, lưu ý giùm mình nhỏ đó nha đó. Rồi ở đây mình có hai dạng, đó là tam giác cân và hình nơ, mọi người nhớ giùm mình nha. Rồi hôm nay á là mình đã giới thiệu cho chị em là một mẫu đỉnh, hai mẫu có thể gấp đỉnh gấp nửa đó, một mẫu để gấp nửa và hai mẫu bẻ mái, kẹp bẻ mái đó mọi người, mình gọi nhanh là bẻ mái đó. Đây là hai mẫu kẹp bẻ mái. Rồi 1, 2, 3, 4 năm mẫu, năm dạng, năm kiểu. Cho nên là vậy thì còn nhiều mẫu lắm, nhưng mà hẹn mọi người ở các cái video clip lần sau nha. Mỗi ngày bên My sẽ lên một video, bên My sẽ phát up cái video lên lúc khoảng 7:30, khoảng 7:30 tối, khoảng 7:30 tối mọi người có thể lên xem. Đó, My sẽ giới thiệu tổng cảnh từng chi tiết một của từng mẫu ở shop My. Ví dụ giống như vậy nè, ngày nào My cũng sẽ giới thiệu cho chị em nha. Shop My có những mẫu nào My sẽ làm clip giống như vậy và up lên YouTube vào lúc 7:30 tối đó. Mọi người có thắc mắc gì về những cái sản phẩm này, hay là mọi người có điều gì chưa biết, hay là chị em nào muốn mở shop mà có cái gì đó mình chưa tìm được, hay mình cần thắc mắc cái gì đó, thì mọi người có thể comment ở phía dưới các video clip của bên My. My sẽ là người trực tiếp trả lời tất cả các comment đó cho chị em. Không phải là comment nào mua hàng bên My mới trả lời, mà tất cả các comment bên My sẽ trả lời, nhằm mục đích là bên My muốn kết nối hơn, nhiều hơn với mọi người. Không phải là mua hàng mới trả lời nha mọi người nha, tại vì tất cả các comment là một mình My sẽ trả lời, cho nên là đôi khi á, My sẽ trả lời chậm một chút xíu đó. Chị em thông cảm đi, nhưng mà chắc chắn là My sẽ trả lời. Còn muốn như nhanh nhất, mọi người có thể vào Zalo của My kết bạn, rồi nhắn tin My ơi, mình có một số thắc mắc giống như vậy, mình bạn có thể góp ý với mình được hay không, My sẽ góp ý với các bạn nha. Hoặc là My biết cái gì đó, My sẽ trả lời cho mọi người. Còn về sản phẩm, My sẽ quay cận clip giống như vậy. Còn mọi người muốn mua hàng hay là muốn trao đổi gì về sản phẩm, mọi người cứ comment ở phía dưới, hoặc là có thể kết nối trực tiếp với Zalo của bên My nha. Rồi, Zalo đó là cũng là My sẽ là người trực tiếp trả lời với mọi người, cho nên mọi người cứ an tâm cái khoản đó. Tất cả trả lời sẽ thật và rõ nhất cho mọi người về từng sản phẩm của bên My, và giá cả My bảo đảm sẽ rất là hợp lý. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
bye.